Ngày hôm nay em rất là vinh dự được báo cáo mở đầu cái phiên nội soi can thiệp điều trị ngày hôm nay. Thì như chúng ta đã biết thì trong các lĩnh vực điều trị các bệnh lý hô hấp thì nội soi can thiệp là một trong những lĩnh vực mà rất quan trọng. Trên thế giới thì đã có lịch sử phát triển khoảng 20-30 năm trở lại đây rồi. Tuy nhiên thì cái lĩnh vực này mới được ứng dụng áp dụng ở Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Thì ngày hôm nay em xin phép được trình bày khái quát những cái phương pháp nội soi điều trị can thiệp trong cái bệnh lý mà ung thư xâm lấn khí quản, một trong những cái bệnh lý có tiên lượng điều trị rất nặng và để lại rất nhiều hậu quả trên lâm sàng. Về ung thư phổi thì chúng ta thấy rằng là cái tần suất ung thư phổi hiện tại trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng ngày càng gia tăng. Với cái sự phát triển của những cái phương pháp mà chuẩn đoán hình ảnh thì cái tỷ lệ chuẩn đoán ung thư phổi ngày càng tăng. Và tại Mỹ thì ở cả hai giới, cả nam và nữ thì chúng thấy rằng là ung thư phổi đều là một trong những ung thư mà hay gặp nhất. Thì trong những trường hợp ung thư phổi thì người ta tính đến có khoảng 1/3 bệnh nhân là có cái biểu hiện là ung thư xâm lấn đường thở trung tâm, tức là xâm lấn vào những cái phế quản gốc hay là khí phế quản, gây ra những cái triệu chứng rất nặng trên lâm sàng. Còn đối với những trường hợp mà ung thư ngoài phổi thì có từ khoảng 1-4% là có di căn vào trong lòng khí phế quản, gây tắc nghẽn đường thở, có thể là ung thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng, ung thư gan. Các cái biến chứng hay là biểu hiện của những trường hợp mà ung thư xâm lấn khí phế quản thì nhìn chung là những cái biểu hiện như là khó thở, có tiếng thở rít. Bệnh nhân có thể gặp những cái biểu hiện là nhiễm trùng tái diễn nhiều lần do là cái viêm phổi, nhiễm trùng dưới chỗ tắc nghẽn. Những trường hợp nặng thì bệnh nhân khó thở, thậm chí là phải đặt ống nội khí quản, đúng không ạ? Thế như là trên hình ảnh là một bệnh nhân mà có ung thư xâm lấn khí phế quản và trong tình trạng suy hấp và phải đặt ống nội khí quản. Và chúng ta quan sát là thấy là ngay cả khi mà đặt ống nội khí quản rồi thì cái việc mà đặt ống nội khí quản cũng không thể giải quyết được cái tắc nghẽn do cái khối u gây ra. Và hậu quả của cái những trường hợp này là bệnh nhân có thể ho máu nặng hay là ít ra là giảm chất lượng cuộc sống. Cái tiết lượng thời gian sống thêm trung bình của những cái bệnh nhân mà ung thư có xâm lấn khí phế quản là từ 1-2 tháng. Và những cái trường hợp này nó gây ra cái tỷ lệ tử vong lên đến 40% ở những bệnh nhân mà mắc ung thư phổi. Về các cái phương pháp điều trị trong trường hợp mà ung thư xâm lấn khí quản hay là xâm lấn gây tắc nghẽn đường thở trung tâm thì những cái phương pháp điều trị cổ điển của ung thư, đầu tiên là ngoại khoa, thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ định rất hạn chế và nó không còn chỉ định trong những trường hợp mà ung thư đã xâm lấn đường thở trung tâm hoặc là ở bệnh nhân mà ở giai đoạn muộn hoặc là thể trạng bệnh nhân suy kiệt. Các phương pháp hóa trị thì cái hiệu quả nó mang đến nó không chắc chắn và nó đòi hỏi một thời gian rất lâu mới có hiệu quả. Vì thế nó không giải quyết được trong những tình trạng mà tắc nghẽn cấp tính. Còn đối với xạ trị thì có hiệu quả nhưng hiệu quả cũng ở mức thấp. Ngoài ra có thể gây ra cái biến chứng là phù nề, chít hẹp đường thở, gây nặng thêm cái tình trạng về tắc nghẽn. Trong khi đó thì cái phương pháp nội soi phế quản can thiệp thì cho phép là giải phóng tắc nghẽn một cách nhanh chóng, phục hồi thông khí và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Về phân loại các cái hình thái của u xâm lấn khí phế quản thì chúng ta thấy là có 3 hình thái chính. Hình thái đầu tiên là những trường hợp mà ung thư thâm nhiễm xuất phát từ trong lòng khí phế quản, gây hẹp lòng đường thở. Ở trường hợp thứ hai là khối u từ bên ngoài chèn ép, đè đẩy và gây hẹp đường thở. Và trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà hỗn hợp, tức là khối u từ bên ngoài vừa xâm lấn, phá hủy cái cấu trúc của đường thở và gây hẹp đường thở. Thì đây là 3 cái dạng mà gặp trên lâm sàng của những cái trường hợp ung thư xâm lấn gây tắc nghẽn đường thở trung tâm. Các lựa chọn điều trị thì khi mà việc mà lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp thì chúng ta phải tính đến những yếu tố sau. Thứ nhất là chúng ta phải xem xét đến cái tình trạng bệnh nhân, xem bệnh nhân thời điểm đến viện là trong cái tình trạng như thế nào, có những triệu chứng nặng như là suy hô hấp, ho máu hay là khó thở, hay là bệnh nhân không có triệu chứng. Thứ hai là chúng ta đánh giá cái đặc điểm của khối u, xem là cái tính chất thâm nhiễm xâm lấn của khối u như thế nào, đánh giá cái mức độ tắc nghẽn, rồi đánh giá xem cái khả năng phẫu thuật của khối u và cái tính chất nhạy cảm đối với hóa chất của loại ung thư đấy. Điều kiện thứ ba nữa là xem xét cái điều kiện về cơ sở vật chất, xem hiện tại ở cái cơ sở y tế của chúng ta có những cái phương tiện về vật chất như thế nào để phục vụ cho mục đích mà điều trị. Và cuối cùng là những cái kinh nghiệm của phẫu thuật viên, những người mà sẽ tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Trong cái khuyến cáo của Hội ước châu Âu về những trường hợp mà ung thư mà có tắc nghẽn đường thở trung tâm ấy, thì cái đầu tiên, tiêu chí đầu tiên người ta đưa ra đó là xem bệnh nhân có cái dấu hiệu mà suy hấp hay không. Nếu bệnh nhân có cái dấu hiệu mà suy hấp cấp thì chúng ta sẽ xem đánh giá xem cái khả năng phục hồi của cái nhu mô phổi hay là cái khả năng tưới máu của những tổn thương phổi phía trong sau vị trí tắc nghẽn. Nếu mà bệnh nhân mà còn cái khả năng phục hồi thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp là nội soi can thiệp. Còn trong những trường hợp mà bệnh nhân đến viện có tắc nghẽn nhưng mà chưa có cái biểu hiện suy hấp cấp thì chúng ta sẽ đánh giá mức độ tắc nghẽn. Nếu mà tắc nghẽn mức độ nhiều trên 70% đường thở và bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta cũng phải cần phải tiến hành nội soi can thiệp trước
sau đấy mới đánh giá những cái phương pháp điều trị cổ điển như là phẫu thuật hoặc là hóa xạ trị. Cái phương pháp mà đầu tiên em muốn giới thiệu ở đây đó là cái phương pháp mà nội soi ống cứng. Thì đây là cái phương pháp mà chúng ta sử dụng một cái ống phế quản cứng như hình vẽ đây ạ, bằng kim loại và đưa trực tiếp vào trong đường thở bệnh nhân qua đường miệng. Thì phương pháp này thì khi mà tiến hành thì cần phải tiến hành nội soi dưới gây mê toàn thân và bệnh nhân buộc phải giãn cơ. Thì chỉ định trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái khối u mà thâm nhiễm thành khí phế quản và ít gây chảy máu. Những cái trường hợp mà bệnh nhân có chấn thương cột sống cổ hay là những có cái chấn thương vùng hàm mặt thì không thể tiến hành cái kỹ thuật này. Những kỹ thuật này thì hiện tại thì ít khi được tiến hành đơn độc mà phải tiến hành cùng với những kỹ thuật can thiệp cầm máu khác hoặc đặt stent. Một vài cái biến chứng có thể xảy ra trong quá trình can thiệp như là biến chứng chảy máu, thủng hay là do khí phế quản. Một số cái hình ảnh về cái nội soi ống cứng thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân được nội soi ống cứng và phát hiện là cái khối u mà xâm lấn vào khí phế quản gây hẹp gần như toàn bộ lòng khí quản. Thì nếu mà sử dụng cái ống cứng này thì chúng ta có thể quan sát được cái lòng khí phế quản và sử dụng chính cái thành ống để mà cắt bỏ khối u cũng như làm rộng cái đường thở ra như cái hình bên tay phải chúng ta đấy ạ. Thì là cái kỹ thuật mà sử dụng ống cứng cùng với những cái dụng cụ như là kìm để mà loại bỏ khối u. Thì đây là một kỹ thuật nó rất là cơ bản và rất là sơ khai. Cái báo cáo đầu tiên về cái kỹ thuật này là được báo cáo vào năm 1989. Cái thời điểm mà chúng ta chưa có nhiều cái phương pháp hỗ trợ khác như là đốt điện đông hay là laser can thiệp. Thì ở cái nghiên cứu này người ta chỉ đơn thuần là tiến hành nội soi ống cứng cùng với những cái dụng cụ như là kìm để mà loại bỏ khối u trong những cái bệnh lý mà ung thư mà xâm lấn khí phế quản. Thì cho thấy cái hiệu quả mà cải thiện triệu chứng ở 90% bệnh nhân. Có một số cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm phổi, chảy máu, tràn khí màng phổi. Một số bệnh nhân thì có biểu hiện suy hô hấp và rối loạn nhịp trong quá trình làm thủ thuật. Cái kỹ thuật thứ hai em muốn giới thiệu đó là kỹ thuật mà đốt điện đông cao thần hay là kỹ thuật nhiệt đông. Kỹ thuật này thì nguyên lý của nó là sự cắt bỏ hoặc cầm máu tổ chức bằng cái hiệu ứng nhiệt tạo ra bởi một cái dòng điện cao tần. Với kỹ thuật này thì chúng ta bên cạnh là việc mà sử dụng nội soi ống cứng thì chúng ta có thể thông qua nội soi phế quản ống mềm đơn thuần cũng được. Và có rất nhiều cái mốt có thể sử dụng và nếu mà chúng ta sử dụng một cái mốt điện với cái tần số phù hợp thì cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp. Tuy nhiên thì nó có một vài cái hậu quả có thể là nguy cơ gây sẹo hẹp sau khi mà đốt. Về cơ chế kỹ thuật đối với cái dòng điện mà chúng ta đốt thông thường ấy, thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát được cái diện tổn thương. Và nếu mà cái dòng điện thông thường này thì cái diện tổn thương đốt nó sẽ rộng và sâu hơn. Còn ngược lại đối với cái dòng điện mà cao tần thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái diện tổn thương ở cái mức đúng ở mức tổn thương, tránh gây ra những biến chứng như là hẹp hay là dò đường thở, thậm chí thủng đường thở sau khi mà can thiệp. Thì chỉ định đó là những trường hợp mà khối u xâm lấn gây bít tắc lòng khí phế quản hoặc là những bệnh nhân có cái sẹo hẹp khí phế quản có thể là do lao sau đặt ống nội khí quản hay là mở khí quản, hoặc chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật để cầm máu khối u mà đang chảy máu trong lòng khí phế quản. Chống chỉ định của kỹ thuật này là những cái tổn thương mà khối u đơn thuần do cái tổn thương đè ép từ ngoài vào mà không có thâm nhiễm trong lòng đường thở, hoặc là bệnh nhân đang đeo máy tạo nhịp pacemaker. Ở đây thì là một cái hình ảnh mà chúng ta sử dụng mà cái kỹ thuật mà đốt điện đông cao tần để mà cầm máu cũng như là cắt đốt khối u. Thì đây chúng ta sẽ đưa một cái đầu dò điện đông cao tần sẽ đốt khối u bên trong lòng khí phế quản. Đây hình ảnh khi mà đốt thì bệnh nhân sẽ khối u nó sẽ đông lại và sẽ cầm máu ạ. Cái đầu dò sẽ đốt và sẽ có một chút cái ánh lửa nó tóe ra. Cái ví dụ thứ hai đó là sử dụng cái kỹ thuật này trong những trường hợp mà sẹo hẹp khí phế quản. Ta trên bệnh nhân mà có tiền sử đặt ống nội khí quản thì chúng ta sẽ sử dụng để mà đốt để làm rộng cái lòng khí phế quản. Đây chúng ta thấy là cái lòng khí phế quản khi mà chúng ta hẹp dạng màng, chúng ta sẽ đưa cái đầu ống xông và đốt điện đông thì sẽ làm cắt bỏ cái cấu trúc màng và làm rộng cái đường thở ra.
sau khi mà đốt thì sẽ rộng ra. Chúng ta có thể nhìn rõ là đường thở được rộng ra và cấu trúc nó còn cháy xém một phần cái đường thở như thế này. Về các cái hiệu quả của kỹ thuật đốt điện đông này thì chúng ta thấy là các cái nghiên cứu nó chỉ ra rằng là 96% bệnh nhân là có cái sự cải thiện triệu chứng trên lâm sàng với những biểu hiện như khó thở. Bên cạnh đấy thì nó còn cải thiện những cái triệu chứng trên chức năng thông khí nữa bằng cái chỉ số FFP1. Và cái kỹ thuật này thì về giá thành thì nó rẻ hơn kỹ thuật mà laser liệu pháp, nhưng mà cho cái hiệu quả về tương đương. Các cái biến chứng thì rất là hiếm gặp, và nếu mà sử dụng cái mốt phù hợp, tức là cái mốt chỉ mà đông thông thường với cái tần số phù hợp, thì không gặp những cái biến chứng như là gây viêm hay là thủng đường thở. Cái kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật mà về laser liệu pháp. Thì laser là một cái đặc tính, cái tia mà mang năng lượng rất là cao. Khi chiếu vào vật thì nó sẽ giải phóng ra một cái năng lượng nhiệt. Và cái laser liệu pháp này nó được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực về y tế để hàn các tổ chức. Và các cái tác dụng của laser trên vùng điều trị bao gồm những tác dụng như là quang đông, điện từ trường, nhiệt năng hay là làm đông. Bằng kỹ thuật laser này thì chúng ta có thể sử dụng cả với những ống nội soi phế quản, ống mềm và ống cứng để mà chữa các tổn thương phía trong hay là thâm nhiễm gây hẹp lòng phế quản. Về hiệu quả thì kỹ thuật này cho cái tỷ lệ cải thiện triệu chứng và chức năng thông khí và phục hồi cái khẩu kính đường thở rất cao. Tuy nhiên thì cái hạn chế của nó là cái giá thành khá là cao tại thời điểm hiện tại. Những cái biến chứng như là nguy cơ thủng hay rò khí phế quản thì ít gặp. Đây là một cái ví dụ về cái đốt mà laser. Chúng thấy rằng là khi mà chúng ta phóng tia laser lập tức là khối u nó sẽ bị mòn đi và xém lại ngay, gần như là không có tình trạng chảy máu. Và cái hiệu quả mà giải phóng đường thở nhờ laser thì nó rất cao. Thấy rằng chúng xem lại, tia laser phóng ra là lập tức nó làm mòn, ăn mòn khối u và gần như là không gây chảy máu. Về hiệu quả của kỹ thuật thì qua các cái nghiên cứu thấy rằng là cái tỷ lệ mà duy trì được khẩu kính đường thở sau khi làm can thiệp nhờ vào laser thì lên đến 92%. Bên cạnh đấy thì những cái biểu hiện khác, hiệu quả khác nó liên quan đến cải thiện triệu chứng, rồi thông số khí máu động mạch và cả cái chức năng thông khí nữa. Cái tỷ lệ ho máu nặng nó chỉ gặp ở 1% bệnh nhân thôi. Và cái tỷ lệ tử vong thì rất là thấp, dưới 1% qua rất nhiều nghiên cứu. Cái biện pháp tiếp theo đó là biện pháp áp lạnh hay gọi là cryotherapy. Thì rất may là trong cái buổi hôm nay thì chúng ta có riêng một cái bài về cái liệu pháp áp lạnh. Thì ở đây em sẽ trình bày được khái quát thôi. Đấy là một kỹ thuật mà gây nhiễm độc và làm chết tế bào ở một cái nhiệt độ rất thấp, sử dụng bằng nitơ lỏng. Kỹ thuật này thì nó cũng được sử dụng bằng nội soi phế quản ống mềm và ống cứng. Bên cạnh cái tác dụng mà xảy ra ngay tức thì nó còn cái tác dụng kéo dài của kỹ thuật trong vòng 10 đến 15 ngày sau nữa. Được áp dụng trong trường hợp mà những cái khối u mà ít xâm lấn và không có tình trạng gây tắc nghẽn cấp tính. Và nó đặc biệt là hiệu quả trong những trường hợp mà cầm máu, đặc biệt là trong những trường hợp mà chảy máu ở trong đường thở mà chúng ta chưa xác định được cái điểm chảy máu, với cái tỷ lệ biến chứng rất là thấp và không có nguy cơ gây thủng hay là sẹo hẹp giống như cái kỹ thuật đốt điện đông. Đây là kỹ thuật mà áp lạnh. Chúng ta thấy rằng là cái đầu sông áp lạnh khi được đưa vào ấy, đấy, chúng ta bật chế độ áp lạnh lên thì cái đầu sông nó sẽ đóng băng với cái hình màu trắng như là tuyết nó bám vào đấy và nó dính chặt khối u lại. Sau đấy chúng ta sẽ lấy được cái khối u ra ngoài. Hình ảnh về sử dụng kỹ thuật áp lạnh, khối u được đưa ra ngoài. Và tiếp theo là một kỹ thuật mà được đánh giá là một trong những kỹ thuật quan trọng bậc nhất trong điều trị về ung thư xâm lấn khí phế quản, đó là đặt stent khí phế quản. Thì chúng ta biết rằng là về lịch sử của cái stent thì đã được phát minh ra từ năm 1965 bởi Montgomery. Nhưng mà cái stent đầu tiên đặt khí phế quản là một stent hình chữ T. Và khi mà đặt cái stent này vào, chúng ta bắt buộc là phải mở khí quản để nhét cái stent này vào trong đường thở. Thì đến năm 1990 thì Dumont đã phát triển cái stent này thành một cái stent mà có thể đặt được qua nội soi ống cứng, với cải tiến là những cái gai bám trên đầu stent ở thành stent để mà stent nó tránh di lệch. Cùng cái thời điểm đấy thì những cái kỹ thuật về nội soi tim mạch rất là phát triển, với sự ra đời của những stent về kim loại thì người ta cũng sáng chế ra những stent về kim loại để đặt trong đường thở. Khi mà lựa chọn những stent khí phế quản để đặt ấy, thì người ta sẽ quan tâm đến những cái tiêu chí. Thứ nhất là cái stent đấy nó phải dễ dàng được đặt và lấy ra. Thứ hai là nó sẽ hạn chế tối thiểu cái stent nó sẽ di lệch trong đường thở và có khả năng mà giữ vững đường thở, tuy nhiên lại phải có một cái độ đàn hồi nhất định để đảm bảo có chức năng thông khí. Bên cạnh đấy thì stent nó cũng không được gây ra cái phản ứng tăng sinh hạt quá mạnh để mà gây tắc nghẽn đường thở và không ảnh hưởng đến dẫn lưu đờm. Và một yếu tố cuối cùng khi mà lựa chọn, nó sẽ lựa chọn giá cả của cái kỹ thuật này.
Bởi vì như chúng ta đã biết thì những bệnh nhân phải đặt stent là những bệnh nhân thường là ung thư ở giai đoạn cuối với những cái mà biến chứng rất là nghiêm trọng rồi. Stent đầu tiên là loại stent bằng silicone, thì chúng thấy rằng là stent này phải đặt qua ống nội soi phế quản, ống cứng. Thì có rất nhiều loại, có loại thì đơn thuần là ống silicone bình thường, có loại là được gia cố cái cốt thép trên thành ống silicone, và có loại là được stent duy mông, là được sáng tạo thêm những cái gai ở trên thành stent để tăng cái độ bám dính của stent. Stent silicone thì được chỉ định trong những trường hợp mà u chèn ép hoặc xây sầm lấn tắc nghẽn lòng phế quản. Ưu điểm của cái loại này là nó sẽ được đặt ra và có thể lấy ra dễ dàng khỏi đường thở, và thường bệnh nhân dung nạp rất tốt với stent này. Cái phản ứng tăng sinh tổ chức hạt khi mà đặt stent thì nó rất là ít gặp. Tuy nhiên là cái khó khăn là ở trong trường hợp mà hẹp khí quản đoạn cao hay là sát dây thanh. Và một cái ưu điểm nữa là cái giá thành nó rẻ hơn so với stent kim loại. Chính vì vậy mà trong những trường hợp ung thư xâm lấn khí phế quản thì stent silicone là cái lựa chọn hàng đầu được chỉ định cho bệnh nhân. Cái stent kim loại thì cái ưu điểm trong stent kim loại là nó có thể đặt qua nội soi phế quản ống mềm. Không nhất thiết bệnh nhân phải đặt ống nội phế quản cứng, và ít di lệch và cái khả năng gây tắc đờm rất ít. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của stent này đó là nó khá là mềm, và nó trong trường hợp u mà xâm lấn nhiều thì nó không duy trì được cái khẩu kính đường thở. Và khi mà đặt vào ấy, thì cái phản ứng tăng sinh hạt đã xảy ra, và cái việc mà rút stent ra là rất là khó khăn. Các cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái hiệu quả của stent thì đều có hiệu quả cải thiện triệu chứng và cả cái chất lượng thăng, cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nữa. Bên cạnh đấy thì cũng cho thấy cái hiệu quả trong việc mà cải thiện cái khí máu động mạch hay là cái chức năng thông khí phổi. Cái tỷ lệ biến chứng nói chung của cái phương pháp mà đặt stent thì nó là 94.4%. Cái biến chứng hay gặp nhất đó là di lệch, thì chủ yếu là do những trường hợp mà stent đặt trên một đoạn ngắn, hoặc là những trường hợp mà đơn thuần là do đè ép từ bên ngoài, hoặc là trường hợp mà hẹp mà ngay dưới cái vùng hạ thanh môn. Ngoài ra thì còn số cái biến chứng khác như là nhiễm trùng, ho máu hay tắc đờm, những cái biến chứng này khá là ít gặp. Gần đây thì có một nghiên cứu được đăng tải vào năm 2020 ở Pháp, là một cái thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trên 75% bệnh nhân. Trong đấy thì có 39 bệnh nhân được đặt stent, thì cho thấy cái hiệu quả rõ rệt trong việc mà cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên thì cái không có cái tác dụng trong mà cải thiện cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Một cái ví dụ về một cái bệnh nhân mà có ung thư biểu mô vẩy ở thực quản xâm lấn gây hẹp gần như toàn bộ lòng khí quản. Chúng ta thấy trên hình ảnh nội soi là khối u sần sùi và xâm lấn gây tắc nghẽn gần như toàn bộ lòng khí quản. Trên hình CT thì khối u gây bít tắc gần như toàn bộ cái khẩu kính của khí quản trên CT. Và bệnh nhân này thì đã được tiến hành là đặt stent đường thở. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ phải là qua nội soi phế quản ống cứng bằng stent silicone và stent silicone có cái gia cố bằng cái kim loại. Chúng có thể thấy rất rõ mà khi đặt xong ấy, thì khai thông được toàn bộ cái đường kính khí quản và cái tình trạng thông khí của bệnh nhân được phục hồi. Cái stent này thì chúng ta có thể thấy rõ là khi mà soi thì thấy rõ những thành và kim loại ở trên thành stent đấy ạ. Và khi mà chụp x-quang thì thấy cái hình ảnh stent nằm trong khí quản như thế này. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy cái hiệu quả rõ rệt của cái việc mà đặt stent trong việc mà điều trị những trường hợp mà ung thư gây tắc nghẽn cấp tính. Cái trường hợp thứ hai đó là một trường hợp mà cũng là ung thư xâm lấn, nhưng mà từ là gây tắc nghẽn cái phế quản thủy đáy trái và gây ra một cái biến chứng đó là nhiễm trùng và gây áp xe phổi ở thủy đáy bên trái. Trên hình ảnh mà nội soi chúng thấy rằng là khối u thì phát triển gây bít tắc hoàn toàn lòng phế quản bên trái, phế quản gốc bên trái và lan lên cả khí quản nữa. Thì bệnh nhân này cũng được chỉ định là nội soi can thiệp ống cứng bằng những kỹ thuật để giải phóng khối u như đốt điện đông và cuối cùng là được đặt stent. Thì khi mà đặt stent xong chúng thấy rằng là chúng ta có thể khai thông được toàn bộ cái lòng phế quản gốc bên trái, thăm dò được những phế quản thủy đỉnh rồi thủy đáy. Và trên phim hình ảnh x-quang sau can thiệp thì chúng ta thấy là cái phổi trái, tình trạng về viêm nhiễm rồi áp xe phổi được cải thiện gần như hoàn toàn. Một kỹ thuật nữa mà cũng mới được ứng dụng gần đây đó là kỹ thuật mà quang đông hay còn gọi là photodynamics. Cái kỹ thuật này thì nguyên lý của nó đó là cái phá hủy khối u bằng cái ánh sáng đơn sắc có cái bước sóng đặc hiệu và làm chết tế bào. Thì để mà tiến hành kỹ thuật này thì chúng ta phải truyền một cái chất nhạy cảm ánh sáng vào trong cơ thể. Cái chất này thì sẽ khi mà truyền vào cơ thể với cái nguyên lý nó là các cái tế bào ác tính sẽ hấp thu chất này rất là mạnh. Và khi mà hấp thu rồi thì chúng ta sẽ sau 1 đến 2 ngày truyền thì tiến hành nội soi phế quản và chiếu cái ánh sáng đơn sắc này vào và làm phá hủy khối u. Kỹ thuật này thì cho phép và kiểm soát tình trạng chảy máu rất là tốt. Tuy nhiên thì nó chỉ được ứng dụng trong những trường hợp mà không có tắc nghẽn cấp tính,
những hợp tắc nghẽn vừa phải hoặc là khối u ít xâm lấn. Để mà kết luận cái bài trình bày của em ngày hôm nay thì em xin phép đưa ra một số kết luận sau đây. Thứ nhất là cái ung thư xâm lấn khí phế quản là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tử vong và gây giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng ở bệnh nhân ung thư phổi và những ung thư khác. Cái kỹ thuật mà nội soi phế quản can thiệp là một cái phương pháp điều trị hiệu quả trong cái giúp giải phóng tắc nghẽn đường thở của bệnh nhân, và nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị, bởi vì hầu hết những trường hợp này là không còn chỉ định phẫu thuật ngoại khoa. Các kỹ thuật chính như là nội soi phế quản ống cứng, đốt điện đông, liệu pháp laser hay là đặt stent khí phế quản. Việc mà mình lựa chọn các kỹ thuật phải phụ thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng, các cái điều kiện về cơ sở vật chất của kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm của người làm. Và việc kết hợp các cái biện pháp điều trị như nội soi can thiệp với những cái biện pháp điều trị truyền thống như là hóa trị, xạ trị sẽ giúp phần nâng cao hiệu quả điều trị của bệnh nhân, kể cả về điều trị chất triệt căn hay là điều trị chăm sóc giảm nhẹ. Thì một lần nữa em xin được cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị đại biểu ạ.